Xin chào mừng tất cả các bạn đang đến với kênh tin tức sau việc của chúng tôi. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất. Lặng người trước ký ức khó quên về nghệ sĩ Lê Bình và anh Vũ. Diễn viên Minh Nhí lau nước mắt không ngừng, còn Đại Nghĩa và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thì lặng người khi nhìn những hình ảnh tưởng nhớ hai cố nghệ sĩ Lê Bình và anh Vũ. Chương trình Vang Bóng Một Thời tập 8 với chủ đề Chuyến Tàu Tuổi Thơ có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ quen thuộc từng làm nên tên tuổi của loạt phim truyền cổ tích Việt Nam như nghệ sĩ Minh Nhí, nghệ sĩ Hồng Sáp, nghệ sĩ Chấn Cường của hơn 20 năm về trước. Đặc biệt, khán giả còn bất ngờ bởi sự xuất hiện của nghệ sĩ Mạc Cang trên sân khấu. Nam nghệ sĩ 75 tuổi mặc quần áo giản dị, được MC Đại Nghĩa, diễn viên Minh Nhí, Chấn Cường dìu trên sân khấu vì đi lại khó khăn. Trước đó, nam nghệ sĩ khiến nhiều người lo lắng khi vừa nhập viện sau khi bị ngất xỉu vì xuất huyết dạ dày nặng vào hồi đầu tháng 9 năm 2019. Ở tuổi 75, Mạc Cang không chỉ mắc bệnh về đường tiêu hóa mà còn gặp không ít khó khăn với chứng thấp khớp đã hành hạ ông trong nhiều năm trời. Điều lo lắng nhất là căn bệnh thấp khớp sẽ phải uống thuốc giảm đau, nhưng thuốc trị bệnh lại ảnh hưởng tới dạ dày. Tuy nhiên, nghệ sĩ Mạc Cang vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Xuất hiện tại chương trình, ông còn hài hước chia sẻ: "Xin lỗi quý vị khán giả, tại tôi mới đi đá banh về." Đồng thời liên tục trêu đùa các đồng nghiệp khiến mọi người bật cười sảng khoái. Cũng tại Vang Bóng Một Thời, nam nghệ sĩ sinh năm 1945 có dịp cùng dàn diễn viên loạt phim truyền cổ tích Việt Nam nhớ lại kỷ niệm những ngày xưa cũ. Sau hơn 20 năm, loạt phim đã trở thành những ký ức tuổi thơ đẹp của thế hệ 8X 9X. Nhiều người bồi hồi khi được nhìn ngắm lại những gương mặt của cậu bé Ba Chẩm, mụ phù thủy đáng sợ năm nào. Cùng với đó, các nghệ sĩ cũng không kìm được nước mắt khi nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ của hai cố nghệ sĩ là hai người đồng nghiệp thân thiết, nghệ sĩ Lê Bình và nghệ sĩ Anh Vũ, những cố nghệ sĩ từng góp phần làm nên thành công của loạt phim này. Trong đó, nghệ sĩ Lê Bình nổi tiếng với những vai mụ phù thủy đáng sợ, lão nông hiền lành hay người chồng đẩy xe cát lấp biển đông. Còn nghệ sĩ Anh Vũ được nhớ tới qua những vai chàng ngốc hiền lành tốt bụng như trong phim Con chim khách nhiệm màu. Nhìn những hình ảnh tưởng nhớ hai cố nghệ sĩ, diễn viên Minh Nhí lau nước mắt không ngừng. Còn Đại Nghĩa và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thì lặng người đi. Khi Vũ về sân khấu thì Vũ chưa là gì cả, Vũ chỉ là con số 0 và còn làm vai quần chúng chạy đi chạy lại. Vũ với các Phượng lúc đó chưa có tên tuổi gì mà nhìn hai đứa thương lắm nên tôi với Minh Nhí mới để thêm hai vai diễn cho hai bạn đóng. Sau đó khi tôi mở sân khấu kịch thì Vũ mới về và đóng thêm truyện cổ tích nữa, thì lúc đó Vũ đã nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nhớ lại. Còn với nghệ sĩ Minh Nhí, bộ phim kết nối anh và anh Vũ là bộ phim Con chim khách nhiệm màu. Hai anh em gắn bó trong suốt quá trình đi tỉnh, vô rừng vô rú, ăn cám sú cám heo, cứ bên nhau như vậy đó, Minh Nhí bồi hồi. Với cố nghệ sĩ Lê Bình, diễn viên Chấn Cường bật khóc khi nhớ tới kỷ niệm cùng đóng phim. Anh chính là cậu bé Ba Chẩm ăn đùi gà thật to năm nào, được bố Lê Bình cõng lên vai. Chấn Cường chia sẻ: "Ngày tang bố tôi có đi dự, có cảnh là bố cõng tôi trên vai đi qua cánh đồng, chân của bố bị vướng rất nhiều gai chảy máu, coi lại tôi nhớ bố lắm."